Chào các bạn, hôm nay mình xin được làm một cái video để giới thiệu với các bạn là cái cách trị bò viêm da nổi cục các bạn. Bò này bị rất là nhiều các bạn, hiện tại bị rất là nhiều các bạn. Đây là những cái chia sẻ của cái bản thân mình các bạn, mình đã điều trị qua rồi nên là mình giới thiệu cho anh em bạn bè đều biết các bạn. Mình điều trị cái bệnh này bằng kháng sinh các bạn, kháng sinh. Đây là kháng sinh là mình sử dụng là các bạn. Thứ nhất là hàng này nè các bạn. Giảm đau kháng viêm, hạ sốt là một chai các bạn. Đây, chai kháng sinh là Amoxicillin nè các bạn. Amoxicillin. Cái chai thứ ba là Catusan các bạn, thuốc bổ. Mình nên sử dụng những cái loại này các bạn. Với lại là hàng ngày các bạn nên là mua C bột á các bạn. Ra tiệm thú y các bạn mua vitamin C bột như vậy, các bạn độn vô nước uống hoặc thức ăn cho bò ăn xuyên suốt để tăng sức đề kháng các bạn. Cho ăn hết bầy nha các bạn. Con nào các bạn cũng cho ăn hết, một con bị các bạn cho ăn hết chuồng để những cái con còn lại tăng sức đề kháng nha các bạn. Đó là C bột. Rồi bây giờ mình xin được giới thiệu các bạn là cái phác đồ điều trị của nó như thế nào. Đây, ngày đầu tiên các bạn giống như con bò này của mình đi. Ngày đầu tiên các bạn sử dụng là Amoxicillin này các bạn. Đây, Amoxicillin là kháng sinh. Các bạn sử dụng 20C các bạn, 20C. Đối với con bò mình này các bạn, 20C các bạn chích cho nó. Với kèm theo là cái giảm đau hạ sốt tiêu viêm này các bạn. 20C luôn, các bạn chích cho nó. Đó là ngày đầu tiên, cái này nè các bạn. Ngày đầu tiên các bạn nên sử dụng cái này, mỗi một lần chích là mỗi cái là 20C các bạn. Đó, 20C. Mình quay cận cảnh cho anh em thấy luôn. Đó là ngày đầu tiên các bạn. Còn vitamin C thì các bạn cứ trộn thức ăn cho ăn nha các bạn. Ngày thứ hai thì các bạn chích thuốc bổ các bạn. Catusan, một mũi duy nhất. Một mũi duy nhất nha các bạn. Giống như con bò mình thì mình chích 20C các bạn, con nào nhỏ thì bằng chích ít, con nào lớn thì bằng chích 20C là tối đa các bạn. Catusan thuốc bổ. Các bạn chích cho nó 20C. Ngày thứ ba thì các bạn sử dụng thêm một cái này lại nên các bạn. Giảm đau hạ sốt tiêu viêm với là Amoxicillin. Đó là ngày thứ ba. Đây nè các bạn thấy không? Đó là ngày thứ ba. Các bạn sử dụng lại một lần nữa. Rồi các bạn bỏ một ngày. Các bạn bỏ một ngày. Rồi ngày thứ 5 các bạn sử dụng thuốc này thêm một lần nữa các bạn. Giảm đau hạ sốt với lại Amoxicillin lại một lần nữa các bạn. Sử dụng lại thêm một lần nữa. Ba lần thì các bạn ngưng các bạn. Con nào thì nổi một nhiều thì các bạn sử dụng nước muối. Hoặc cồn thì các bạn xịt cho nó các bạn. Nước muối với cồn các bạn xịt cho nó. Nước muối với cồn các bạn xịt cho nó. Kháng sinh thì với giảm đau các bạn sử dụng là 3 ngày liên tiếp được các bạn. Ngày chích ngày nghỉ, ngày chích ngày nghỉ. 3 lần liên tiếp là được. Còn những cái vết mục của nó thì các bạn sử dụng là nước muối các bạn nấu lên. Rồi các bạn xịt nó, xịt toàn thân nó các bạn. Xịt toàn thân. Xịt toàn thân các bạn. Bò nó mới mau hết các bạn. Còn vitamin C thì các bạn cứ trộn cho vô thức ăn và nước uống cho con bò uống liên tục các bạn. Như vậy là con bò mình nó mau khỏe lắm các bạn. Nó mau khỏe, mau hết bệnh. Các bạn tắm bò cho ăn thì các bạn nên để ý cái vấn đề đó các bạn. Bây giờ là cái bệnh này nó phổ biến rất là nhiều các bạn. Nó phổ biến rất là nhiều. Nên anh em là phải là cẩn thận và trị nó phải sớm nhất các bạn. Sớm nhất có thể. Tại vì sao con bò này nó là các bạn sử dụng kháng sinh. Mà thật sự là con bò này chưa có thuốc. Nhưng mà cái kháng sinh các bạn biết sao không? Sử dụng kháng sinh có nghĩa là không để con bò ta chuyển qua cái bệnh khác các bạn. Con bò do ta bị cái này nó không làm chết con bò được. Nhưng mà nó sẽ chuyển bệnh các bạn.
nó sẽ chuyển bệnh từ bệnh viêm da nó cục này, cái nó sẽ chuyển qua như là huyết trùng, viêm phổi cấp. Nên mình tiếp trước kháng sinh là mình ngừa, với lại kháng sinh nó sẽ làm xẹp những cái mục các bạn. Đó là nguyên nhân là mình sử dụng kháng sinh là vậy. Với lại các bạn chích vô xong là các bạn cũng cũng hạn chế được những cái mục nó phát tán khi nha các bạn, cũng như nó ngăn chặn lại đó các bạn, nó ngăn chặn lại. Hôm bữa là mình cũng làm một cái video để giới thiệu các bạn, nhưng mà chưa có quay thuốc cặn kẽ cho anh em, chỉ nói thôi. Còn bây giờ là mình quay thuốc cặn kẽ cho anh em luôn các bạn. Cứ các bạn sử dụng là cái này, ngày chích ngày nghỉ các bạn. Cứ phát hiện các bạn sử dụng cái này, ngày chích ngày nghỉ, rồi ngày chích ngày nghỉ 3 mũi các bạn, 3 mũi giãn cách nhau 1 ngày. Cứ ngày chích ngày nghỉ, ngày chích ngày nghỉ, ngày chích ngày nghỉ các bạn. 3 ngày 3 mũi thôi các bạn. Còn Catusan các bạn chỉ sử dụng là một lần các bạn. Hút bổ các bạn chỉ sử dụng một lần. Còn vitamin C thì các bạn mua về các bạn trộn với thức ăn cho bò ăn xuyên suốt luôn các bạn. Xuyên suốt luôn. Còn những cái chuồng nào mà bạn bè nào chưa bị á, thì các bạn nên chích ngừa các bạn. Các bạn nên chích ngừa. Hiện giờ trên thị trường đã có thuốc ngừa rồi các bạn. Hiện giờ trên thị trường đã có thuốc ngừa rồi. Các bạn nên chích ngừa. Chuồng nào chưa bị thì các bạn nên chích ngừa. Và mua C về trộn chung cho ăn các bạn, cho nó làm sức đề kháng. Bệnh viêm da cục là một loại virus các bạn, chưa trên thế giới này chưa có thuốc trị các bạn, chưa có thuốc đặc trị. Chưa có thuốc đặc trị, nhưng mà mình sử dụng là kháng sinh là để cho nó ngừa được những cái bệnh khác các bạn, cái bệnh như là tụ huyết trùng, viêm phổi cấp, rồi sử dụng kháng sinh để cho nó trị những cái mục nhọt đồ của nó các bạn, những cái mục trên người nó. Không, đó là những cái thuốc là mình đã sử dụng qua và điều trị hết con bò. Mình đi giới thiệu các bạn, với lại các bạn nào con bò nó bị nóng nảy, các bạn nên là nấu những cái lá, như ví dụ như lá sung đồ, cho nó uống cho nó mát các bạn, để nó giải độc các bạn. Đó là khim để cho nó giải độc đó các bạn. Còn nguyên tắc là phải sử dụng kháng sinh các bạn. Có nhiều bạn là tại sao bò nó bị chết nhiều, đó là tại vì nguyên nhân là con bò nó chuyển bệnh các bạn, nó chuyển bệnh bất ngờ, chúng ta xử lý không kịp các bạn, nên là phải sử dụng kháng sinh là vậy. Các bạn sử dụng Amox với giảm đau hạ sốt, các bạn cứ ngày chích ngày nghỉ, ngày chích ngày nghỉ 3 mũi liên tiếp rồi các bạn, là con bò nó ngừa được các bạn. Tại vì cái hàng Amox là một cái loại kháng sinh nó phổ rộng các bạn, nó phổ rộng, nó có thể là được tới 48 giờ rồi các bạn. Kháng sinh còn trong cơ thể con bò tới 48 giờ lận. Nên ngày chích ngày nghỉ là nó là đạt các bạn. Ngày chích ngày nghỉ. Mình là sử dụng, đó là những con bò nào mới bị các bạn chích chừng hai lần là thấy nó ngăn liền các bạn, nó ngăn phát liền. Còn có nhiều cách thì bạn bè nào có cái cách nào hay hơn thì các bạn cứ học hỏi. Còn theo bản thân mình thì mình sử dụng như vậy thì mình thấy nó hiệu quả và an toàn các bạn. Cái quan trọng là cái an toàn, hiệu quả và an toàn. Đối với những con bò vỗ béo các bạn biết không, nó rất là dễ bị các bạn, nó rất là dễ bị trong giai đoạn này, nó rất là dễ bị. Giai đoạn vỗ béo là giai đoạn nhạy cảm mà nó rất là dễ bị các bạn. Nó bị, nó có nhiều trường hợp các bạn, nổi ngay vai, ngay lưng, sưng chân, nói chung là rất là nhiều các bạn. Nên là anh em nào ra chuồng là chăm sóc bò thì phải theo dõi kỹ càng các bạn, theo dõi kỹ càng để mình điều trị sớm nhất các bạn, để mình điều trị sớm nhất. Các bạn sử dụng thuốc để nó ngừa bệnh nhảy bệnh nha các bạn. Cái đó là lời khuyên của mình dành cho các bạn. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ điện thoại với mình, tới mình các bạn. Tại vì mình lúc nào cũng có số điện thoại trên màn hình các bạn.
đó, nên sử dụng kháng sinh. Đó, những cái nước mát các bạn nên nấu cho bò uống khi là lá sung rồi nha các bạn. Đó, đó là những cái nước mát để nó giải độc các bạn. Đó. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Anh em nào có cái cách trị viêm da nổi cục hay hơn, hiệu quả hơn, đã từng sử dụng qua thì các bạn cứ comment dưới màn hình video để cho anh em học hỏi thêm nha các bạn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.